Nằm cách Ủy ban Nhân dân xã E Chun, huyện Krông Bông chưa đầy 3 km, nhưng đây là cách mà hơn 500 hộ dân ở Buôn Chư Minh và một số buôn lân cận phải vượt qua suối E Cam Ré để đi qua cánh đồng Chư Minh rộng hơn 100 hecta để canh tác. Biết là rất là nguy hiểm chỗ suối Cam Ré này, nhưng chúng tôi cũng vì cuộc sống hoang mang, làm ruộng, làm rẫy, cà phê, tiêu trên kia nhưng không có cầu. Khi mùa mưa, chúng tôi chở nông sản đi ghe nó bị lật, nó mưa, nó trôi hết. Không chỉ nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi người dân mạo hiểm vượt suối, mà việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch của bà con cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nên dẫu mùa mưa, nước dâng cao, nguy hiểm cận kề, nhưng người dân vẫn gồng mình qua suối mỗi ngày, dù trước đó đã có những sự cố đáng tiếc xảy ra. Chỗ này là khi là nước lớn á, là rất nguy hiểm, hoặc là cái người mà đi chặn trâu á, là có người cách đây năm vừa rồi là cũng nhiều năm rồi, có là cũng có con trâu á, nó bị chết đuối á, bị chết đuối trong cái suối này á, là hai người. Trước những nguy hiểm luôn rình rập, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp để có một cây cầu qua suối mưu sinh, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Người dân kiến nghị rất nhiều lần rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có cái cầu. Biết rất nguy hiểm nhưng người dân vẫn đi làm. Người dân chúng tôi tha thiết để có một cái cầu để an toàn đi làm. Hiện Đắk Lắk đang trong mùa mưa, từng ngày người dân nơi đây vẫn đang đối diện với những nguy hiểm thường trực khi qua suối, mong rằng ước mơ có một cây cầu của bà con nơi đây sớm được thực hiện để những chuyện đau lòng, đáng tiếc không còn xảy ra.